Hàng năm, cứ mỗi độ tháng 3 và tháng 4, du khách tại Mỹ lại đổ về thủ đô Washington DC và thành phố Seattle để ngắm hoa anh đào nở rộ. Tại hồ Tidal Basin ở Washington DC, nổi bật nhất vẫn là cây hoa đào tên Stumpy. Từ lâu, cây hoa anh đào Stumpy chống chọi với những đợt nước ngập ven hồ đã được du khách xem là hiện tượng mỗi khi hoa anh đào nở. Năm nay, người dân tiếc nuối bởi đây sẽ là lần cuối cây anh đào nở hoa. Nó trông lụi tàn, dường như không còn sức sống. Đang là thời điểm của mùa xuân, nhưng cây không phát triển. Nhưng điều này vẫn không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của những hàng cây anh đào. Du khách cho biết, dãy cây hoa đào ở bờ hồ phía Bắc vẫn còn khoe sắc. Và sau 3 năm nữa, những cây hoa này sẽ được trồng lại ở bờ Nam. Còn ở Seattle, hoa đào đã nở rộ ngập tràn khắp khuôn viên trường Đại học Washington. Hiện ở đây đang trồng 29 cây anh đào Yoshino, trong đó 27 cây đã hơn 90 tuổi.